Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 371 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, Thiên Vi ngơ ngác nhìn, nàng giật mình hết hồn. Đại La Thiên tràn ngập uy nhiếp, chấn áp tất cả, không đơn giản vì để đối phó với Ma Kha Thiên Quân. Nếu chỉ vì chấn áp, luyện hóa Ma Kha Thiên Quân, còn chưa cần Đại La Thiên phát ra hết mọi uy lực như vậy. Rốt cuộc lão gia muốn đối phó với ai đây? Bên dưới hoa sen năm sắc, Ngọc Kinh Thiên Quân bay lên đuổi theo hoa sen, mới chạy vào trời sao thì Ngọc Kinh Thiên Quân dừng bước lại, mặt xám xịt quay đầu đi. Thôi, Huyền Thiên giáo chủ đã ra tay thì ta không còn chỗ xen vào mà cướp thân thể thần mẫu. Ta không phải là đối thủ của hắn ta. Tiếp tục đuổi theo, có lẽ sẽ phá được hoa sen năm sắc của Huyền Thiên. Thế nhưng có chạy thoát Đại La Thiên chấn áp được không đây? Nhân vật như thần mẫu rơi vào tay Huyền Thiên giáo chủ, hắn được thần lực tạo hóa thì vô địch thiên hạ thật rồi. Ngọc Kinh Thiên Quân mới quay đầu, đột nhiên thấy giận tóc gáy, gã vội ngước lên nhìn. Một bàn tay to, đen thui, thò ra khỏi trời sao, đâm thẳng vào hoa sen năm sắc đang bay lên. Một tiếng vang khẽ, bàn tay dễ dàng đâm thủng hoa sen năm sắc, rồi rụt về. Bàn tay cầm Ma Kha Thiên Quân, búng nhẹ, hất bay gã đi. Bàn tay thò vào hoa sen năm sắc, kéo cơ thể thần mẫu đạo quân ra. Bàn tay đen này định lấy ly địa chấn đạo đỉnh, thì thiên địa bỗng nứt ra như có người khổng lồ ở trên đỉnh tức giận. Thiên cao nhất tiên giới vọng xuống đạo âm vang dội, thần lực hùng hậu đánh xuống bàn tay đen. Đế Giang, người cũng biết giận sao? Bàn tay đen không rảnh mò ly địa chấn đạo đỉnh, vội chộp Ma Kha Thiên Quân và cơ thể thần mẫu đạo quân ẩn vào trong hư không biến mất. Thanh âm vô cùng tà ác truyền đến. Ngươi rình ngó ta 18 năm hỗn độn, bây giờ đã hiểu cơn giận của ta từ đâu đến rồi phải không? Hôm nay ta thu thần mẫu trước, hôm khác ta huyết tẩy thiên hạ, cho ngươi hứng chịu cơn giận dữ dội hơn từ ta. Tịch diệt đạo nhân sao? Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu, Càn Khôn Lão Tổ, cả đám người bay lên cao, kinh hoàng nhìn cảnh tượng này. Trên đỉnh đánh xuống, uy lực đuổi theo bàn tay đen to đánh vào hư không. Hư không ầm ầm vỡ ra, tan nát thành mấy mảnh. Chớp mắt, bàn tay đen đi xa, mọi người không thấy uy lực và bàn tay kia đã đi đến đâu. Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu nói: "Tịch Diệt đạo nhân ra tay, Huyền Thiên giáo chủ chịu thiệt, bị cướp mất Ma Kha cùng thân thể thần mẫu rồi. Dù Huyền Thiên giáo chủ đánh ra một kích kia thì làm được gì đấy? Không giết nổi Tịch Diệt đạo nhân." Ngọc Kinh Thiên Quân xoay người rời đi. Tịch diệt đạo nhân được thân thể thần mẫu là chuyện xấu, tệ còn hơn bản thân thần mẫu điều khiển thân thể mình nhiều. Nếu tịch diệt chế tạo ra vô số thú tịch diệt, người chăn nuôi tương lai tiền giới sẽ gặp nhiều tai nạn. Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu biểu tình trầm trọng nhìn nhau. Tại sao giáo chủ không lộ mặt truy kích tịch diệt đạo nhân vậy? Tịch diệt đạo nhân chiếm được thân thể thần mẫu thì tiên đạo tiên giới sẽ nguy hiểm. Càn Khôn Lão Tổ nhíu mày, tuy thần mẫu đạo quân nguy hiểm thế nhưng không vô địch, tiêu diệt nàng rồi sẽ không tai họa tiên giới. Tịch diệt đạo nhân nguy hiểm hơn thần mẫu đạo quân gấp trăm ngàn lần, cơ thể thần mẫu đạo quân rơi vào tay tịch diệt đạo nhân là mối họa lớn. Ở bên dưới, Quỷ Bà Thiên bay lên, mặc kệ Đạo Tạng Thiên Tôn bỏ trốn không ra tay giết. Quỷ Bà Thiên nói: "Các vị hay đi Đại La Thiên hỏi bệ hạ thử xem, không chừng bệ hạ có gì khó khăn rồi." Mọi người gật gù. Càn Khôn Lão Tổ nhìn Quỷ Bà Thiên nhỏ giọng nói: "Bà cũng không biết giáo chủ có tính toán gì sao?"
Quỷ bà Thiên lắc đầu nói: Bệ hạ là đế giang, lão thần không tính ra được. Vậy tại sao bà không giết đạo tạng vậy? Tử Hạm đạo mẫu mở miệng hỏi. Với uy lực thần toán của bà thì giết hắn không khó khăn gì. Trời có đức hảo sinh, sao có thể tùy tiện giết người được đây? Quỷ bà Thiên mỉm cười nói: Cho hắn một con đường sống, hắn cũng biết thần toán thua lão thân rồi. Lần này lão thân nương tay, lần sau nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn cũng sẽ không tuyệt tình. Tử Hạm đạo mẫu lắc đầu nói: Lòng bà quá lương thiện, ta không hiểu nổi bà làm sao sống đến bây giờ được đây. Bà có thể giết được thì hãy giết đi, tuyệt đối không được nương tình. Ta lo tương lai bà sẽ vì lòng từ bi mà mang đến tai họa cho mình thôi. Quỷ bà Thiên không để bụng, Tử Hạm đạo mẫu thở dài. Mọi người đi thật lâu mới đến được Đại La Thiên. Thiên Vi và hai nữ hài tử đang thu La Thiên Khánh Vân hoa sen năm sắc rách nát trở về. Mọi người chào hỏi nhau: Xin chào Phủ Lê Nguyên Quân. Thiên Vi cười đáp: Cản Nguyên sư huynh, Từ Hạm sư tỷ, mời vào. Đám người Cản Nguyên Thiên Quân đi vào Đại La Thiên ngồi xuống. Cản Nguyên Thiên Quân cười nói: Phủ Lê Nguyên Quân, giáo chủ đâu rồi? Thiên Vi trả lời: Lão gia nhà ta đi đạo quân điện đã hơn một tháng rồi, không có trong Đại La Thiên. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân rung động hét lên thất thanh: Sao, đã đi hơn một tháng sao? Vậy người mới vừa rồi đánh lui bàn tay đen của Tịch Diệt đạo nhân là ai vậy? À, chỉ là hậu chiêu của lão gia để lại trước khi đi thôi. Thiên Vi khẽ thở dài: Thật tiếc, tiếc rằng không thể giữ lại thân thể thần mẫu, cũng không bắt được Ma Kha Thiên Quân. Mọi người rất rung động. Giang Nam không tự mình tham gia cuộc chiến mà để lại hai bài bố tính hết tất cả, hỗ trợ bọn họ giết thần mẫu đạo quân, suýt luyện chết Ma Kha Thiên Quân, chiếm thân thể thần mẫu. Tịch Diệt đạo nhân ra tay cũng bị bài bố của Giang Nam để lại mà hù chạy. Thủ đoạn như thế đã vượt qua kiến thức tầm mắt của bọn họ. Càn Khôn Lão Tổ trầm ngâm nói: Chắc giáo chủ đã sớm biết Tịch Diệt đạo nhân sẽ ra tay, không giữ được thân thể thần mẫu, không tiêu diệt Ma Kha được. Vì vậy giáo chủ để lại hậu chiêu kích hoạt Đại La Thiên, hù sợ Tịch Diệt đạo nhân, thuận tiện tung ra sát chiêu đuổi theo đến hang ổ. Nếu Tịch Diệt đạo nhân biết giáo chủ không ở trong Đại La Thiên thì sẽ rất nguy hiểm. Mọi người gật gù: Nếu chấn áp cơ thể thần mẫu đạo quân Ma Kha Thiên Quân bên trong Đại La Thiên thì Tịch Diệt đạo nhân sẽ công kích. Giang Nam không có mặt, không ai ngăn được Tịch Diệt đạo nhân. Đại La Thiên thức tỉnh, đánh ra một kích chắc đủ làm cho Tịch Diệt đạo nhân chịu thiệt, làm rối loạn bước đi hoàn toàn sống lại của gã. Đại La Thiên ở đây có thể chấn nhiếp Tịch Diệt đạo nhân một đoạn thời gian. Dù Tịch Diệt đạo nhân chiếm được thân thể của thần mẫu, thế nhưng trong thời gian ngắn sẽ không dám dục dịch gì. Càn Khôn Lão Tổ cười nói: Ngọc Kinh Thiên Quân hừng hực dã tâm, cũng muốn cướp lấy thân thể của thần mẫu, thế nhưng tâm kế thủ đoạn của hắn làm sao bằng giáo chủ Tịch Diệt được đây. Lần này Ngọc Kinh Thánh Giáo tử thương 3 phần tiên nhân, thần mẫu bị giết, Tịch Diệt đạo nhân bị quấy rầy bước đi, Ma Kha thì chịu thiệt lớn, sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Thiên Vi lấy ly địa chấn đạo đỉnh ra khỏi hoa sen năm sắc giao cho Càn Khôn Lão Tổ nói: Năm chấn đạo đỉnh vốn là một bộ pháp báo, quân sư hãy giữ ly địa chấn đạo đỉnh đi, có thể hợp bích với huyền hoàng chấn đạo đỉnh của Bì Ngạn nương nương. Quân sư thường ra vào chỗ nguy hiểm cần có một bộ pháp bảo để giữ mình. Càn Khôn Lão Tổ mừng rỡ, vội cảm ơn Thiên Vi cất ly địa chấn đạo đỉnh đi. Càn Khôn Lão Tổ nói: Không biết khi nào năm đỉnh hợp nhất được đây. Các vị, chuyện giáo chủ không ở Đại La Thiên tuyệt đối không được chuyển ra ngoài, nếu không thiên hạ sẽ hỗn loạn. Cũng trong lúc đó, âm 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 âm, trong hư không vô tận của tiên giới, một tòa bí cảnh đột nhiên nổ tung thành nhiều mảnh. Trong bí cảnh bị nổ, các quan tài đen dâng lên như sóng, quan tài to va chạm một chuỗi hỏa hoa. Đế Giang, ngươi thật là to gan. Một phần thân thể của Tịch Diệt đạo nhân thoát khốn biến thành đạo nhân bị đánh bay, cơ thể trôi nổi đáp xuống một quan tài, các quan tài bay vút lên. Đại La Thiên đánh ra một kích biến thành cột thần quang bắn thẳng tới.
đạo nhân này lắc người tránh né. Thần quang chuyển hướng rơi vào một quan tài. Phong ấn của đế và tôn cùng bất công trên quan tài đã bị tiêu hao 7-8 phần. Nay bị thần quang chiếu rọi, bỗng chốc có một tầng phong ấn mới sinh ra. Dấu ấn đã la thiên bám vào quan tài đen. Trước khi thần quang biến mất, bên trong ánh sáng truyền ra một tiếng cười to nói: Tịch diệt đạo hữu, ta trấn áp ngươi một đoạn thời gian ở đây, đừng không phục như vậy. Đạo nhân mặt xanh mét, thần quang biến thành dấu ấn đại la thiên, phong ấn quan tài thứ hai, gã định mở ra. Trong quan tài trấn áp trái tim tịch diệt đạo nhân, vốn gã định qua mấy tháng nữa sẽ luyện hóa phong ấn rồi thoát khốn. Chỉ cần trái tim thoát khốn là thực lực tịch diệt đạo nhân sẽ tăng lên gấp đôi. Luyện hóa phong ấn các quan tài khác càng tăng tốc, rút ngắn thời gian phục hồi bản thể. Hiện giờ Giang Nam gia cố thêm một tầng đại la thiên phong ấn, làm tính toán của tịch diệt đạo nhân bị hụt. Phong ấn đại la thiên không phải phong ấn lực lượng mà là uy lực công kích. Uy nhiếp này dán trên quan tài, tịch diệt đạo nhân dám tới gần là nó sẽ công kích ngay, không cho gã cơ hội phá phong ấn. Nơi này đã bị lộ, đế Giang sẽ nhanh chóng tìm đến, phải rời đi ngay. Tịch diệt đạo nhân vươn tay chộp huyết tổ Ma Kha Thiên Quân đặt lên một quan tài, tay kia cầm cơ thể khổng lồ của thần mẫu đạo quân, điều khiển vô số quan tài đen nhanh chóng rời đi. Tịch diệt đạo nhân nhìn Ma Kha Thiên Quân sắc mặt âm trầm. Tịch diệt đạo nhân lạnh lùng cười: Đệ tử của ta, bây giờ ngươi đã biết chênh lệch giữa ngươi và đế Giang lớn cỡ nào rồi phải không? Chút trò khôn vặt đó nhìn như thần cơ diệu toán, không gì giấu giếm ngươi được, thế nhưng ngươi nhiều lần phải ăn trái đắng từ đế Giang. Ta kêu ngươi thu thần mẫu làm thuộc hạ của ta, nhưng ngươi cứ muốn lấy thân thể thần mẫu để tung hoành vô địch tiên giới, khiến cho thần mẫu thân chết đạo tiêu. Nếu không phải ta mạo hiểm ra tay cứu ngươi, thì bây giờ ngươi sớm đã bị đế Giang luyện thành cặn bã rồi. Ma Kha Thiên Quân quỳ dưới đất liên tục dập đầu, vẻ mặt xấu hổ khóc ròng: Đệ tử đã làm sư tôn mất mặt, thế nhưng thật tình đệ tử không có ý định độc chiếm thân thể thần mẫu đâu. Chỉ vì kẻ thù quá mạnh, thần mẫu sẽ chết chắc đi. Đệ tử chỉ muốn cướp thân thể thần mẫu hiến cho sư tôn. Có tạo hóa thần khí, thân thể thần mẫu là sư tôn sắp có thể hùng bá thiên hạ. Vẫn còn nói dối sao? Tịch diệt đạo nhân lạnh lùng cười: Nếu không phải ngươi không cứu thần mẫu, thì làm sao thần mẫu chết dễ như vậy được? Trán của Ma Kha Thiên Quân toát mồ hôi lạnh, dập đầu lia lịa, nghiêm túc nói: Đúng vậy, là ta hại thần mẫu, sư tôn. Thần mẫu đầy dã tâm, nàng sẽ không quy hàng sư tôn, không chừng còn muốn nuốt sư tôn. Để thần mẫu lại là mối họa, không biết khi nào nàng sẽ cắn ngược lại. Vì vậy đệ tử đánh liều bị sư tôn trách phạt, quyết tiêu diệt tai họa này. Sao? Ngươi nghi ngờ vì sư không hàng phục được thần mẫu sao? Ánh mắt tịch diệt đạo nhân trống rỗng nhìn Ma Kha Thiên Quân, như muốn xem thấu gã thật lòng hay giả dối. Giờ lát sau, tịch diệt đạo nhân cười nói: Ma Kha, cái bộ dáng chơi tâm kế của ngươi thật là đáng yêu. Ta không truy cứu chuyện này, dù sao thần mẫu đã rơi vào tay ta, ngươi còn hữu dụng với ta. Ta chẳng những không trách phạt mà còn khen thưởng cho ngươi. Ngươi muốn luyện hóa đạo quả bất không đúng không? Được, ta dạy cho ngươi mấy phần đại đạo tịch diệt, để ngươi có thể luyện hóa đạo quả bất không. Ma Kha Thiên Quân vừa mừng vừa sợ, không biết phải làm sao. Tịch diệt đạo nhân cười to nói: Sao, như thế nào? Khi ta không truyền thì ngươi cứ muốn có, giờ ta chịu dạy mà ngươi lại do dự sao? Ma Kha Thiên Quân không người, không dám nói nhiều. Tịch diệt đạo nhân không bắt bẻ, gã chuyển pháp môn đại đạo tịch diệt, luyện hóa đạo quả bất không cho Ma Kha Thiên Quân. Tịch diệt đạo nhân liếc Ma Kha Thiên Quân thầm nghĩ: Thật là một vật nhỏ thú vị. Ta sẽ chờ xem ngươi còn bao nhiêu trò khôn vặt nhảy nhót trong bàn tay ta. So với đế Giang thì ngươi còn non. Nói đi phải nói lại, cái tên đế Giang kinh khủng thật, hơn nữa càng lúc càng khủng bố. Cũng trong lúc này, tại đạo quân điện Thông Thiên Các, Giang Nam ngồi chính giữa đảo nhỏ. Giang Nam đi qua cửa thứ nhất Thông Thiên Các, bước lên đảo nhỏ, liền phát hiện chỗ này trống trơn, chỉ có một vách vực, trên vách khắc một bức tranh. Là một bức tranh hình người.
vách đá khắc hoa văn vẽ một người ngồi trên bồ đoàn, sống động như có người khắc hết tinh khí toàn thân vào vách đá, thấy rõ đường nét cơ bắp. Bên dưới vách đá là các khối xương vụn xếp thành ngọn núi nhỏ, có máu chảy tụ thành hồ nước, có mấy tấm da người dưới vách đá. Cảnh tượng làm cho người giận tóc gáy, nhưng Giang Nam không hề sợ hãi. Giang Nam biết lai lịch xương vụn, máu và da người này. Đó là xương, máu, da của đạo quân. Đạo quân điện đi đến đây nghiên cứu bức tranh người, lĩnh ngộ ra ảo diệu cơ thể của hai điện chủ, không tự chủ được thoát thai hoán cốt. Những xương vụn, máu và da người là sau khi các đạo quân thay da đổi thịt vứt bỏ lại. Với đạo quân đây là xác, với thiên quân khác thì xương, máu, thịt đạo quân chồng chất như núi, là thánh vật ghê gớm, là tài liệu luyện bảo rất hiếm thấy. Trong máu đạo quân có thể tinh luyện ra linh đan đứng sau thánh dược tiền sử. Xương đạo quân chất thành núi, toát ra ánh sáng lấp lánh. Đạo quân có tư cách vào đạo quân điện toàn là tinh anh trong đạo quân. Bọn họ vứt xương có độ cứng ngang ngửa với báu vật đạo quân. Trong xương chứa uy lực có năng lượng hủy thiên diệt địa. Đại đạo xuất lại, trong đó chắc chắn không gì phá nổi. Máu đạo quân lóe thanh quang, năng lượng chứa trong một giọt máu khủng bố hơn tu vi thiên quân. Da đạo quân lột ra thì vô cùng cứng cỏi, nếu luyện thành giáp da, túi da người thì hiếm có pháp bảo nào mà đâm thủng được. Những báu vật này bị đạo quân đến đây tùy tiện ném đi, đối với đẳng cấp như bọn họ thì chúng nó thật vô nghĩa. Nhưng lấy món nào ra ngoài sẽ dẫn đến một cuộc tranh giành gió tanh dưa máu đến đó. Giang Nam không vừa mắt mấy mẩu xương, máu và da đạo quân. Ánh mắt kiến thức của Giang Nam đã vượt trên thiên quân, sáng tỏ pháp bảo tương lai của mình nên tu luyện xương, máu, da đạo quân không có ý nghĩa bao nhiêu với Giang Nam cả. Tương lai Giang Nam luyện bảo sẽ luyện thành linh quang bất diệt, không nhờ cậy bất cứ ngoại vật, đại đạo, đan sen hóa thành tiên thiên chí bảo. Nếu đến trình độ đó, đại đạo của Giang Nam biến thành linh quang bất diệt sẽ vượt qua bất cứ loại tiên kim, tiên liệu nào. Hơn hẳn trụ hoang thần thạch, dù là xương, da và máu đạo quân cũng kém xa, cần gì phải nhờ vào ngoại vật đây. Giang Nam thầm nghĩ, những máu, xương, da là vô dụng với ta, thế nhưng sẽ rất có ích cho những người khác, lúc cần đi mang nó ra ngoài vậy. Nhưng trong máu đạo quân chứa năng lượng tinh hoa sinh mệnh quá khủng bố, đến bên ngoài rất có thể sẽ biến thành sinh linh, ví dụ như quỷ bà thiên là do máu đạo quân biến ra. Giang Nam ngồi xếp bằng quan sát bức tranh người trên vách đá. Tranh hình người trên vách đá là đồ án đơn giản nhưng chứa lý niệm cực kỳ thâm ảo, mấu chốt luyện lại thân thể đạt đến cảnh giới thân thể vô thượng. Dùng đạo cốt thay xương cốt ban đầu, dùng đạo huyết thay máu người, dùng đạo thể cấu tạo lại cơ thể. Nếu hoàn toàn luyện thành, cơ thể hoàn mỹ vô khuyết điểm, không còn điểm yếu gì. Đạo quân đi đến đây đều đã làm lại cơ thể, thay da đổi thịt một lần, thay máu tanh, đạt đến cảnh giới đạo thể thuần túy. Giang Nam quan sát thật lâu, khen ngợi không ngớt. Nhưng trong người Giang Nam không có máu bị luyện, không có khối xương nào bị bài trừ khỏi cơ thể, thay da thì càng không có. Giang Nam luyện pháp thân đạo quả hợp nhất, cấu tạo thân thể khác với người bình thường. Chờ khi Giang Nam luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, càng khiến thân thể của mình biến đổi thay da đổi thịt. Thân là đạo, tiên thiên bất diệt linh quang là đạo tâm bất diệt, đại đạo ghép thành. Cơ thể Giang Nam đã có thay đổi nghiêng trở lệch đất, thân hình là tiên thiên bất diệt linh quang tinh thuần, không chút tạp chất. Cơ thể Giang Nam đã đến cực độ tận cùng, không thể tiến bộ gì thêm được nữa. Bức tranh người khắc trên vách đá tuy tinh diệu nhưng chỉ giúp Giang Nam tham khảo, không cần thiết để tu luyện. Trong các đạo quân chắc có khá nhiều người luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang. Cộng thêm bức tranh vách đá này, có lẽ bọn họ sẽ luyện thân thể thành tiên thiên bất diệt đạo thể. Giang Nam hít thật sâu, đạo thể cảnh giới tiên thiên bất diệt cường đại biết bao, gần bằng tiên thiên pháp bảo. Trong đạo quân điện chắc khá nhiều người có cơ thể cường đại như vậy. Trong đạo quân điện chứa một đám lão quái vật biến thái. Nếu nguyên mẫu không đoán sai thì vài lão quái vật có ý định nhập thế. Vô cực thiên tôn sẽ lôi kéo một đám người làm mưa làm gió trong tiên giới. Thời đại tiên đạo quá yếu đuối đối với tồn tại như vậy. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, ném chuyện này ra khỏi đầu. Giang Nam thầm nghĩ,
bốn vị một thể của ta rất khó tu luyện, hiếm ai luyện thành công. Nhưng hai điện chủ để lại bức tranh người này dễ hơn bốn vị một thể rất nhiều, có thể sửa lại thành một bộ công pháp luyện thể truyền dạy cho người khác được. Giang Nam nghiên cứu công pháp trong bức tranh khắc trên vách đá. Mấy tháng sau, hắn lĩnh ngộ thấu lý niệm chứa trong đó. Giang Nam rời khỏi đảo nhỏ, tiếp tục lên đường. Xương, máu, ra dưới vách núi, không cánh mà bay. Giang đại giáo chủ nhà ta vẫn giữ bản sắc cũ, vờ vét không còn gì. Nếu không phải hai điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại bức tranh trên vách đá không khiêng đi được, thì e rằng nó cũng trúng số phận. Bức tranh khắc hình người không có tác dụng với ta, thế nhưng nếu trên đường có thể thu hoạch vài lần giống như vậy thì không uổng công chuyến này. Giang Nam chớp mắt thầm nghĩ, có lẽ đằng trước còn có bảo bối khác nữa. Nếu những đạo quân này ném vài tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo đi gì đó thì càng tuyệt vời. Tận cùng đạo quân điện, các đạo quân ngồi xếp bằng trên mấy cây cột. Linh quang đại đạo của bọn họ biến thành cây cầu nối với cánh cửa. Đế Giang đạo hữu đã rời khỏi nhân đồ, đi đến cửa thứ hai rồi. Nguyên mẫu điện chủ ngồi trên một cây cột, cảm ứng kỹ, nhỏ giọng nói, ta vốn tưởng đế Giang đạo hữu sẽ mất mấy trăm năm mới đi qua cửa thứ nhất được, không ngờ hắn chỉ dùng nửa năm. Thế nhưng tốc độ này không nhanh, trong đạo quân của đạo quân điện chỉ tính cỡ trung thượng đẳng, so với ta Vô Cực, Tịch Diệt lâu hơn 10 ngày. Biểu hiện thế này không hợp với thân phận đế Giang. Một đạo quân cổ xưa chậm rãi mở mắt ra, thanh âm chấn động từ từ nói, nguyên mẫu điện chủ, đế Giang chỉ là thiên quân, vị đạo hữu kia chỉ là một thiên quân bình thường, có thể đi đến một bước này đã là rất giỏi, nhưng muốn đuổi kịp ba vị điện chủ đạo quân điện ta thì làm khó hắn quá rồi. Nguyên mẫu điện chủ lắc đầu nói, Trọng Hòa, đế Giang đạo hữu có thể tranh chấp với Vô Cực đạo hữu cũng được đế và tôn xem trọng, biểu hiện của hắn không chỉ như vậy đâu. Hey, điện chủ quá coi trọng người này rồi. Trọng Hòa đạo tôn phản bác nói, Vô Cực điện chủ chỉ là một lũ thần hồn phân thân xuống hạ giới, phân thân nuốt hỗn độn long tổ biến thành thiên hỏa thần thai chuyển thế, tương đương với một lũ phân thân Vô Cực điện chủ, không xem như bản lĩnh hơn người gì cả. Bản thể của Vô Cực điện chủ còn ở trong đạo quân điện này, nếu bản thể hạ giới thì đế và tôn có sống lại cũng không đỡ nổi uy nhiếp của Vô Cực điện chủ. Chờ thân phận Vô Cực điện chủ thành tựu đạo quân, phân thân và bản thể hợp lại làm một, thời đại tiên đạo chẳng phải nằm trong tay của hắn rồi hay sao? Nguyên mẫu điện chủ cười cười nói, có vẻ Trọng Hòa đạo hữu rất tôn sùng Vô Cực đạo hữu à? Trọng Hòa đạo tôn nghiêm túc nói, ta chỉ là bàn luận không thiên vị bên nào. Biểu hiện của đế Giang đạo hữu tính từ nguyên đạo đến nay đã là hiếm hoi trong các thể đại, thế nhưng so với điện chủ thì còn thiếu chút lửa. Nguyên mẫu điện chủ lắc đầu nói, đế Giang đạo hữu chỉ là cảnh giới thiên quân, chịu thiệt cảnh giới rồi. Nếu đến cảnh giới đạo quân, e rằng tốc độ sẽ nhanh hơn nữa, đủ ngang hàng với chúng ta. Dù nguyên mẫu điện chủ thần thông quảng đại, thế nhưng chỉ miễn cưỡng cảm ứng được vị trí của Giang Nam trong thông thiên các, không thể thấy hắn làm gì. Cho nên nguyên mẫu điện chủ không biết Giang Nam không cần nhờ nhân đồ thay da đổi thịt, hắn chỉ tham ngộ sửa sang hệ thống công pháp chứa trong nhân đồ để lại cho nhân tài tiên giới, nên mới mất nhiều thời gian. Cửa thứ hai thông thiên các khó hơn cửa đầu tiên một chút, cửa thứ ba lại khó hơn cửa thứ hai, cửa thứ bốn lại càng gay go, đạo vẫn càng thêm thâm ảo khó lường. Nhưng bốn cửa đầu là cơ bản của thông thiên các, thử thách đạo quân lĩnh ngộ cảnh giới đạo quân, bù đắp thiếu sót tu luyện, về sau mới là cửa khó thật sự kia. Tại đó bày ra bản lĩnh thật của hai điện chủ sơ đái, không biết đế Giang có vượt qua bốn nải này để đối diện với thử thách thật sự được hay không đấy. Nguyên mẫu điện chủ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần tiếp tục cảm ứng vị trí của Giang Nam. Trong thông thiên các, Giang Nam bắt đầu tiếp xúc đạo vấn cửa thứ hai. Hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện để lại đạo vấn biến thành đại đạo vô hình. Giang Nam đi một bước là sẽ có một đạo vấn nập đến. Đại đạo tụ tập trên đầu Giang Nam hình thành dị tượng,
Giang Nam ngồi trên áng mây giải đáp, trả lời đạo vấn là có thể đi tiếp một bước. Cho đến nay, Giang Nam chưa gặp đạo vấn nào làm khó được hắn. Nhưng nguy hiểm ẩn giấu, nếu đáp sai đạo vấn nào là đạo vấn đó sẽ đè xuống. Uy lực nặng nề có thể làm cho đạo quân cổ xưa trong đạo quân điện học máu bị thương nặng. Đổi lại Giang Nam bị đạo vấn đè nhẹ một cái đã nát bấy, cho nên Giang Nam không thể đáp sai một câu nào. Đạo vấn cửa này, đa số câu hỏi là về nguyên thần. May mắn trong dòng thời gian, ta lĩnh giáo Diệp Lân tiên đế mấy trăm năm trời. Tạo nghệ nguyên thần của Diệp Lân tiên đế thâm sâu hơn hai điện chủ sơ đại. Diệp Lân tiên đế đến từ vũ trụ dị giới, có nguyên thần siêu biến thái. Ưu thế tu luyện nguyên thần hơn xa bất cứ thời đại nào trong vũ trụ này của chúng ta. Giang Nam một đường bình an đi qua cửa thứ hai, bước lên đảo nhỏ. Cửa này chắc là thần đồ rồi. Giang Nam đến giữa hòn đảo, quả nhiên thấy vách núi khắc đồ án nguyên thần. Có lẽ là dấu nguyên thần của một trong hai điện chủ sơ đại để lại trên vách đá cho các đạo quân khác nghiên cứu. Cách tu luyện nguyên thần của hai điện chủ sơ đại không giúp gì nhiều cho ta. Nguyên thần của ta đã là linh quang hóa, hòa hợp với thân thể, tuy hai mà một. Cách tu luyện nguyên thần của hai điện chủ sơ đại chỉ bù đắp những thiếu sót cho ta, rất khó khiến nội tình của ta thay đổi nghiêng trở lệch đất được. Nói vậy, nhưng Giang Nam vẫn ngồi xuống, quan sát kỹ thần đồ trên vách đá. Tu luyện bốn vị một thể rất khó khăn. Hai điện chủ sơ đại để lại công pháp tu luyện thần đồ dễ dàng hơn nhiều. Tu luyện nguyên thần đến mức tận cùng có thành tựu không thua kém bốn vị một thể. Thật đáng tiếc, đạo quân của đạo quân điện lần này không có nguyên thần thoát thai, để lại chút mảnh nhỏ nguyên thần gì gì đó. Dưới vách đá trống rỗng làm cho Giang đại giáo chủ rất thất vọng. Hắn thầm nghĩ, ta cứ tưởng thông thiên khác của đạo quân điện là nơi ghê gớm lắm. Nếu cửa sau toàn là về pháp môn tu luyện thân thể hay nguyên thần thì cũng không có gì lợi hại, không hơn bốn vị một thể của ta. Giang Nam không nghĩ rằng nội tình của hắn đã luyện thành báu vật đẳng cấp tiên thiên chí bảo, tầm mắt hay kiến thức thâm sâu hơn mấy lão đạo quân sống qua mười mấy thời đại. Có nội tình như vậy, dù là tồn tại chứng tận cùng đại đạo cũng chỉ dạy không được lĩnh ngộ tỉ mỉ cho Giang Nam, không thể khiến hắn rung động nhiều. Tri thức hay nội tình của Giang Nam đã đặt chân lên trên đỉnh của cường giả mạnh nhất tất cả thời đại, thế nhưng cảnh giới lại không theo kịp. Mấy tháng sau, Giang Nam đứng dậy, rời khỏi đảo nhỏ, bước lên con đường đi đến cửa thứ ba. So với vách đá trên đảo nhỏ thì Giang Nam thích đạo vấn, thử thách trên đường đi hơn nhiều. Vách đá không giúp được nhiều cho Giang Nam, những đạo vấn tăng thêm nội tình. Đạo vấn nhắc đến mấy câu hỏi khó trong cảnh giới đạo quân, khi Giang Nam giải đáp chúng tương đương với trước tiên trải qua khó khăn mà cảnh giới đạo quân sẽ phải đối diện. Giải quyết khó khăn trước tiên, tương lai Giang Nam tu thành cảnh giới đạo quân càng dễ dàng hơn nhiều. Nên Giang Nam bỏ ra thời gian giải quyết câu hỏi khó lâu hơn cả nghiên cứu vách đá. Tình huống quái dị này làm cho Nguyên Mẫu Điện Chủ lắc đầu, cho rằng cảnh giới Giang Nam không đủ nên chịu thiệt, thu hoạch không lớn. Khi lĩnh ngộ vách đá, Giang Nam nhận được ít hơn đạo quân khác. Nguyên Mẫu Điện Chủ thầm nghĩ, đế Giang chịu thiệt cảnh giới. Nếu hắn tu luyện đến đạo quân rồi lại vào thông thiên các, sẽ có thu hoạch rất là kinh người. Bây giờ đế Giang chưa tham ngộ, hiểu thấu được vài thứ, thu hoạch được bao nhiêu đây? Đi bao xa phải xem ngộ tính của đế Giang vậy. Cửa thứ ba trên đảo nhỏ là đạo đồ, dấu ấn đại đạo của hai điện chủ sơ đại. Giang Nam bỏ ra hơn một năm cho bức tranh. Giang Nam tốn thời gian dài như vậy vì đại đạo của hai điện chủ sơ đại là đại đạo thời đại nguyên đạo, có nhiều điểm xa lạ với hắn. Cửa thứ bốn là quả đồ, có hai bức tranh, chắc hai điện chủ sơ đại khắc ấn đạo quả của mình vào. Đạo quả của hai điện chủ sơ đại giúp ích nhiều cho Giang Nam, rất đáng giá nghiên cứu. Giang Nam tham ngộ mấy năm trời mới rời khỏi đảo nhỏ cửa thứ bốn. Giang Nam nhíu mày nói, thần đạo quả đại biểu bốn cách tự nâng cao mình, chứng đạo nằm trong phạm vi pháp thân đạo quả hợp nhất của ta. Bốn bức đạo đồ có tác dụng rất lớn với người khác, thế nhưng không giúp gì nhiều cho ta. Nếu mấy cửa sau của thông thiên các còn tiếp tục như vậy thì thông thiên các không có ý nghĩa gì với ta cả. Giang Nam chợt nghĩ đến một chuyện, thầm nghĩ, Vô Cực Thiên Tôn từng đến đây, có khi nào
hắn được mấy bức đạo đồ dẫn dắt sáng tạo ra bốn vị một thể. Rất có thể là như vậy. Giang Nam đi trên đường đến cửa thứ 5, không hay biết ngoài thông thiên các đã dậy sóng. Sao đế giang bỏ ra thời gian quá ngắn trong ngải thứ 4 như vậy? Nguyên mẫu điện chủ và các đạo quân trên mấy cây cột cùng thức tỉnh. Bọn họ cảm ứng tốc độ vượt ải thứ 4 của Giang Nam, lòng vô cùng rung động. Một đạo quân tỉnh lại, mắt lấp lánh ánh sáng, hét lên thất thanh. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Cửa thứ 4 là ải tham ngộ, phải lĩnh ngộ hết 3 ải trước, tổng hợp lại cửa này, tu vi thực lực tăng vọt mới thông quan được. Cửa thứ 4 khó nhất không phải vượt ải, mà là quan sát dấu ấn đạo quả của hai điện chủ sơ đại để lại, hợp nhất 4 cửa. Quan sát dấu ấn đạo quả của hai điện chủ sơ đại là sẽ không tự chủ được mà chìm vào tình hình tổng hợp, mãi khi nào đến cực hạn lĩnh ngộ mới được tỉnh lại. Thời gian để hoàn thành bước này không qua 100 năm tuyệt đối không làm được. Sao hắn chỉ mất gần có 3 năm để qua cửa thứ 4 vậy? Dù là Quảng Đô điện chủ cũng mất 700 năm, vô cực điện chủ là 800 năm, nguyên mẫu điện chủ phải mất đến 1000 năm mới đi hết cửa thứ 4 được. Trong số chúng ta nhanh nhất mất 1800 năm, dài nhất là 8000 vạn năm. Tại sao đế giang làm được? Tại sao đế giang chỉ dùng gần 3 năm như vậy? Các đạo quân tỉnh lại hỏi han nhau, không ai thấy tình hình Giang Nam vượt qua cửa thứ 4, chỉ có thể suy đoán. Nguyên mẫu điện chủ giật mình, trợn mắt há hốc mồm, rồi lát sau mới lấy lại tinh thần. Nguyên mẫu điện chủ cười nói, quả nhiên là đế giang, không thể dùng lẽ thường ước đoán được. 4 cửa đầu chỉ là cấu trúc lại đạo quân, chế tạo đạo quân thành trạng thái hoàn mỹ, bất phần nguy hiểm cho mấy cửa sau. Bây giờ đế giang đi đến cửa thứ 5 là thử thách thật sự, không biết hắn sẽ đi đến bước nào đây. Nguyên mẫu điện chủ nhỏ giọng nói, cửa thứ 5 có thể qua trong chớp mắt, có khi hàng ức năm vẫn không vượt qua được. Thậm chí tạo hóa ở trong đó luôn, đại đạo thân thể và đạo tâm cùng biến thành tiên tiên pháp bảo, mãi mãi ở lại trong thông thiên các, cửa này là nguy hiểm vô cùng. Giang Nam đi trên đường thông hướng cửa thứ 5, trong không gian vô ngần, đi trên con đường này, cảm giác người và đường thật nhỏ bé, như sợi chỉ và đốm nhỏ trên sợi chỉ, hai bên là hồng mông chi khí, lượn lờ như mây. Giang Nam đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận quan sát hồng mông lững lờ trôi hai bên đường. Hỗn độn chìm nổi nhưng không thấy hồng mông tử vân bay tới. Mấy áng tử vân có gì đó rất kỳ lạ. Giang Nam tiến lên nhìn, càng nhiều hồng mông tử vân bao phủ đằng trước, không biết chỗ nào trong hư không là đường. Hai bên trái phải có vô số hồng mông tử vân vọt đến. Có điều lạ đấy. Giang Nam cất bước tiến tới, hồng mông tử vân dâng lên bao phủ hắn và con đường ở dưới chân. Giây lát sau, các cáng hồng mông tử vân tan mất, lộ ra con đường bị che phủ, không thấy bóng dáng Giang Nam đâu nữa. Lúc bấy giờ, vẻ mặt Giang Nam giật mình kêu lên, Đây là nơi nào? Giang Nam nhìn xung quanh, giữa không trung lơ lửng một vầng trăng sáng, hình vòng cung to lớn rõ ràng ở trước mắt, thậm chí còn thấy kiến trúc nguy nga trên cung trên, cung điện chư thần. Có thần nữ bay ra từ cung điện, bay lượn trong khóm hoa, hái tiên hoa. Trên mặt trăng có dãy núi cao vút, đứng thẳng, ngọn núi thật to, từ mặt trăng thẳng xuống đại lục. Trăng rất sáng, dãy núi lớn lướt qua trước mặt Giang Nam. Một thiếu nữ thanh xuân đứng trên đỉnh núi, nàng xách giỏ hái hoa. Thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, Giang Nam lại thấy nàng đầu chĩa xuống dưới, chân chổng lên trời. Thiếu nữ thì lại thấy Giang Nam đứng chổng ngược, rất kỳ lạ. Đây chưa phải điều làm cho Giang Nam giật mình nhất, khiến cho hắn kinh hoàng là hắn cảm ứng đại đạo trong thiên địa này không phải tiên đạo, không phải chú đạo, ma đạo, yêu đạo hay các đại đạo tiền sử. Nơi này tràn ngập thiên địa đại đạo mênh mông, dày nặng và cổ kính. Đại đạo tái vật, thiên hành tự cường. Giang Nam là thiên quân, rất mẫn cảm với thiên địa đại đạo. Giang Nam phát hiện ngay, thiên địa đại đạo này rất thương thịnh, thịnh vượng còn hơn thời đại tiên đạo. Thiên địa đại đạo mạnh kinh người, tiên giới không thể sánh ngang. Đây là vũ trụ trong trạng thái cao nhất. Thần thức của Giang Nam khuếch tán, thần thức khủng bố thoáng chốc quét qua ức vạn vạn dặm, không ngừng kéo dài thẳng đến trời sao, lướt qua các tinh cầu. Vô số tinh cầu nhiều không đếm xuể, có sinh linh sinh sản, khá nhiều sinh linh cường đại.
Xoẹt 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 xoẹt. Chớp mắt, thần thức của Giang Nam xuyên qua một ngân hà tinh hệ. Thần thức dâng trào chỉ mấy giây đã xuyên qua hàng vạn tinh hệ, phạm vi bao phủ rộng kinh người. Mãi khi thần thức Giang Nam đến cực hạn, đã có mấy trăm ức ngân hà tinh hệ bị thần thức của hắn bao phủ, nhưng chưa đến tận cùng. Nơi thần thức Giang Nam lướt qua, nhìn thấu hết mọi thứ trên ức vạn vạn tinh cầu trong các tinh hệ, Giang Nam thấy vô số văn minh cực kỳ phồn vinh. Đây không phải ảo cánh, không ngờ là sự thật. Đạo tâm của Giang Nam lung lay, hét lên thất thanh. Chỗ này rốt cuộc là đâu? Trên đầu Giang Nam, thiếu nữ đứng trên núi trăng nghe Giang Nam nói thì liếc mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ nói: Lão già đã xuất quan. Trên mặt trăng, các thần nữ cũng bay tới ngọn núi, vạt áo phấp phới, muôn hồng nghìn tía. Thiếu nữ xì cười: Lão già lại nói nhảm nữa rồi, lần này tọa quan quên luôn mình ở đâu rồi hay sao? Các thần nữ đáp xuống đỉnh núi trăng lao nhao nói: Đây là Thái Khư Thiên, lãnh địa của lão già. Mỗi lần Thái Khư lão già tọa quan là lại quên lai lịch của mình, cho rằng mình sống trong mơ, quên phu nhân hoàn toàn. Quỳnh Hoa phu nhân khen nhiều lần, bảo lão gia ở trong mộng có niềm vui mới, khi tỉnh dậy sẽ tìm người đó, bỏ tình cũ sau đầu, thậm chí không cần nữ nhi. Lần này lão gia tỉnh mộng, không biết là trong mộng diễn biến thế giới gì đây, thời đại gì đây, hãy mau nói cho tỷ muội chúng ta nghe đi nào. Giang Nam ngạc nhiên, chợt nghe tiếng ngọc bội leng keng, giọng nữ êm tai vang lên: Phu nhân đến. Giang Nam nhìn qua, thấy nhiều thiếu nữ vây quanh một mỹ phụ từ mặt trăng bay đến. Các thiếu nữ như hoa khoe sắc thắm, thế nhưng trước mặt mỹ phụ nhân này thì đều thành cỏ cây, tôn lên phụ nhân cao quý không tầm thường. Mỹ phụ nhân đến trước mặt Giang Nam, thái độ thân thiết ai oán nói: Rốt cuộc lão gia cũng xuất quan, lần này bế quan mấy ngàn năm, lão gia xem nữ nhi đã lớn rồi kìa. Một nữ hài tử đi theo bên cạnh mỹ phụ nhân, lanh lợi đáng yêu. Vì từ nhỏ đã tu luyện nên vượt qua cảnh giới sinh lão bệnh tử, trường sinh bất tử, khuôn mặt mãi không thay đổi, thể hình con nít. Vị phụ nhân này, ta không biết các người, ta đã có gia đình rồi. Giang Nam trầm giọng nói: Nơi này rốt cuộc là ở đâu đây? Là thời đại gì? À mà đúng rồi, nơi này là một không gian hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện chế tạo ra. Hai người này cũng thật là lợi hại, có thể chế tạo ra nơi như vậy trong thông thiên các, làm cho ta không phân rõ là thật hay là ảo. Thế nhưng bọn họ tạo ra nơi như vậy, kéo ta vào trong này để làm gì? Chẳng lẽ là thử thách cửa thứ năm hay sao? Mỹ phụ nhân kia xì cười nói: Lão già mới tỉnh mộng lại nói nhảm rồi. Đây là thời đại thần đạo, lão già là Thái Khư Đại Thiên Quân, thời đại thần đạo, người ta hay gọi là Thái Khư Đại Lão Già. Công pháp của lão già là lấy mộng nhập đạo, ở trong mộng diễn biến vũ trụ càn khôn, trải qua hồng trần thế tục, lần lượt tu hành trong mộng, chứng đạo trong mộng để tăng tu vi trong hiện thực. Bởi vì giấc mơ qua giống thật nên mỗi lần lão già tỉnh dậy vẫn chìm đắm trong mơ, không phân rõ giữa thật và ảo. Giang Nam nhíu mày, bỗng nhéo khuôn mặt tròn trịa của mỹ phụ nhân hỏi: Có đau không? Mỹ phụ nhân tức giận tát tay Giang Nam: À đau. Giang Nam lại nhớ mình cũng cảm thấy đau. Giang Nam suy tư: Đúng là thật rồi, vậy thử thách cửa này là gì đấy? Mỹ phụ nhân ra lệnh: Lão gia đang hồ đồ, các ngươi hãy đi lấy cảnh huyễn thần kính đến cho lão gia lấy lại trí nhớ đi. Có thần nữ bay đi ngay. Chốc lát sau, nàng lấy một thần kính đến. Mỹ phụ nhân cười nói: Mỗi lần trước khi nhập mộng, lão gia sẽ giấu ký ức vào thần kính này. Cảnh huyễn thần kính này có kinh nghiệm suốt đời của lão gia, xin lão gia hãy thu về ký ức của mình. Giang Nam trầm ngâm trong giây lát cười nói: Lợi hại, chế tạo ra thời đại thần đạo chắc vì nhằm vào công pháp của ta. Ta tự xưng là vị thần duy nhất của thần đạo, một người là một thời đại, trong tên có chữ thần, thế nhưng thật ra ta đã nhảy ra khỏi thần đạo. Nguyên thủy đại đạo của ta chứa tất cả, diễn biến hết thảy. Bọn họ đừng mơ tưởng ngụy tạo ra nguyên thủy đại đạo của ta, ngụy tạo ký ức làm ta tin tưởng. Nhưng muốn vượt qua ải này phải xem ký ức trong gương có cái gì, không chừng sẽ tìm được dấu vết ở trong đó. Thần thức tuôn ra từ trán Giang Nam rơi vào kính, một đoạn ký ức rất dài nhập vào não của Giang Nam.
người Giang Nam run lên như thể hắn đi lại kinh nghiệm suốt đời vậy. Hắn là sinh linh nhân tộc bình thường trong thần đạo, tên là Giang Nam, một đường dốc sức sông pha, rút cuộc tu thành thần thánh, lĩnh ngộ pháp môn, lấy mộng nhập đạo, được tiếng là thiên quân xuất sắc nhất thời đại thần đạo. Đến nay đã sống 9.000 vạn tuổi. Giang Nam và Kình Hoa gặp nhau, yêu nhau, kết làm bạn nữ, sinh ra một đứa nhi tên là Ái Quỳnh. Giang Nam khai sáng, lấy mộng nhập đạo, mỗi lần nhập mộng sẽ diễn hóa các thể đại huyền diệu, nương theo giấc mơ chứng đạo, nâng cao tu vi. Mỗi lần mộng rất lâu năm là 60 ức năm, bởi vì năm tháng quá dài, thường khi Giang Nam tỉnh lại sẽ quên hiện thực, cho rằng giấc mơ là thật, hiện thực là ảo. Đây là chỗ diệu dụng khi Giang Nam lấy mộng nhập đạo, thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu không thể tỉnh lại từ cõi mơ thì sẽ ngơ ngẩn, quên mất bản thân mình. May mắn mỗi lần Giang Nam đều chuẩn bị trước, giấu ký ức trong thần kính. Giang Nam đã nhập mộng 21 thời đại, mỗi một thời đại đều lâu năm, 60 ức năm. Từ các thời đại nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên, nguyên diệt, kéo dài đến thời đại yêu tộc, ma đạo, chú đạo. 21 lần nhập mộng, Giang Nam bình an đi tới, mỗi một lần tu vi đều tiến bộ nhiều. Thế nhưng sau khi nhập mộng, hắn sẽ ngơ ngẩn một đoạn thời gian, số lần tăng nhiều, hắn sẽ càng dễ ngơ ngác hơn. Quỳnh Hoa phu nhân rất lo lắng, sợ có lần nào đó Giang Nam tỉnh dậy, hoàn toàn quên ký ức trước kia. Dù hấp thu ký ức trong cảnh huyễn thần kính cũng không nhớ lại nữa. Lần này là lần thứ 22 Giang Nam nhập mộng. Trong mơ diễn biến giáo chủ, hắn muốn mượn lần nhập mộng này chứng đạo quân, thậm chí vấn đỉnh tận cùng đại đạo. Tuy nhiên lần này Giang Nam tỉnh dậy sớm hơn trước kia nhiều năm, giấc mơ chưa diễn biến đến thời đại tiên đạo tan vỡ. Đây là ký ức hai điện chủ ngụy tạo cho ta. Giang Nam bật cười. Thật tỉ mỉ, thậm chí ngụy tạo cả kinh nghiệm 21 thời đại trong mộng. Mỗi thời đại 5-6 ức năm, cộng lại là hơn 1.100 ức năm. Bọn họ ngụy tạo năm tháng dài dằng dặc, không bỏ sót một chi tiết nào, một chút dao động ý niệm nhỏ cũng khiến ta nhớ lại. Phải nói hai người này là đại tông sư ngụy tạo. Vẻ mặt Quỳnh Hoa phu nhân buồn rầu, mấy thiếu nữ khác nhìn nhau cảm giác không ổn. Trước kia mỗi lần lão gia tỉnh mộng, tuy tiên điên khủng khủng, thế nhưng lấy lại trí nhớ là sẽ trở về như thường, nhớ ra lại lịch của mình. Lần này lấy lại ký ức vẫn ngơ ngẩn như vậy, ta sợ là lão gia lấy mộng nhập đạo có vấn đề thật rồi. Ta tuyệt đối không lẫn lộn hiện thực và mộng ảo. Biểu tình của Giang Nam thản nhiên nói, ta chính là ta, là độc nhất vô nhị. Đạo tâm của ta trải qua tịch diệt kiếp mà không tiêu tan. Thử thách bình thường sao có thể dao động đạo tâm của ta được. Ta có thê tử, có nhi nữ chờ đợi trong thời đại tiên đạo. Hai vị điện chủ xin hãy lấy thử thách thật ra đi. Quỳnh Hoa phu nhân thở dài nói, lão gia đúng là không bình thường rồi. Các ngươi hãy đưa lão gia về cung đi. Thanh Tiêu, ngươi đi mời Công Giã tiên sinh, bằng hữu tốt của lão gia đến đây, không chừng hắn có cách khiến lão gia tỉnh lại. Giang Nam theo đám người Quỳnh Hoa phu nhân vào cung điện. Ở trên mặt trăng, Quỳnh Hoa phu nhân hỏi dò, lão gia có còn nhớ Phi Nguyệt cung không? Đây là đồ cưới của thiếp thân. Giang Nam gật đầu nói, nhớ. Quỳnh Hoa phu nhân thở phào. Nữ nhi Giang Ái Quỳnh chớp mắt cười nói, vậy phụ thân có từng nhớ từng đánh cuộc với Thái La đạo quân không? Khi ấy phụ thân muốn một lãnh địa, đi gặp Thái La đạo quân và đánh cuộc với nhau. Phụ thân thắng hắn, Thái La đạo quân hứa rằng mảnh đất nào thần thức của phụ thân bao phủ là lãnh địa thuộc về người. Thái La đạo quân cho rằng thần thức thiên quân của phụ thân sẽ không bao phủ được xa. Giang Ái Quỳnh xì cười, kết quả thần thức của phụ thân cường đại không gì sánh được, bao phủ 300 ức ngân hà, toàn vũ trụ phải giật mình. Chẳng những Thái La đạo quân hết hồn không nói nên lời, các đạo quân khác cũng sợ hãi giật nảy mình, cho rằng phụ thân là thiên quân mạnh nhất thần đạo từ xưa đến nay. Giang Nam lại gật đầu nói, có nhớ chứ, ta nhớ rõ biểu tình giật mình lúc đó của Thái La đạo quân. Giang Ái Quỳnh thở phào. Giang Nam tiếp tục nói, hey, thật tiếc rằng những cái ký ức này chỉ là giả tạo, chính các người cũng được tạo ra. Thời đại của ta đang chờ ta về. Quỳnh Hoa phu nhân, Giang Ái Quỳnh liếc nhau, mắt chứa ưu sầu. Không lâu sau, chợt nghe tiếng của Thanh Tiêu lớn tiếng nói, phu nhân, lão gia, Công Giã tiên sinh đã tới rồi. Quỳnh Hoa phu nhân vội đi lên đón. Giờ lát sau, nàng cùng một nam nhân tuấn tú đi tới.
nam nhân điển trai, khí chất siêu phàm, cực kỳ cường đại, cũng là thiên quân, chính là Công Giã Tiên Sinh. Bộ dáng Công Giã Tiên Sinh lông bông không đáng tin, Công Giã Tiên Sinh cười nói: Giang Thái Khứ, còn nhớ ta không? Giang Nam nhìn Công Giã Tiên Sinh, lòng máy động, cảm thấy người này rất quen thuộc. Giang Nam hiểu ra, cười nói: Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Công Giã Càn, vừa là địch, vừa là bạn, là đối thủ của ta cả đời. Đạo hiệu là Thái Sơ, ngang hàng với ta, làm sao mà không nhớ cho được. Chúng ta tranh chấp lâu như vậy, cũng xác nhận đã lâu. Có thể nói, ngươi là đối thủ mạnh nhất của ta, vừa là bằng hữu thân thiết nhất của ta. Công Giã Càn thở phào, Giang Nam tiếp tục nói: Nhưng trong thời đại tiên đạo, ta từng gặp ngươi, đừng nghĩ rằng ngươi trẻ tuổi là lừa được mắt của ta, Nam Quách Tiên Ông. Sao? Nam Quách Tiên Ông sao? Công Giã Càn hét lên thất thanh: Ngươi gặp ta trong mơ, còn sửa tên sao? Giang Nam cửa lớn đứng dậy, trầm giọng nói: Tiên Ông, không chỉ một đạo quân tiền sử nói từng gặp ngươi qua các thể đại. Trong thời đại nguyên đạo, ta từng thấy ngươi một lần. Ta sớm nghi ngờ ngươi là điện chủ sơ đại của đạo quân điện. Bây giờ ngươi xuất hiện tại đây, rốt cuộc cũng lộ đuôi. Công Giã Càn giật mình, trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì. Công Giã Càn sợ chán, Giang Nam nói: Thái Khứ, ngươi bị bệnh nặng quá rồi. Quỳnh Hoa phu nhân cũng lo lắng nói: Công Giã sư huynh, lão gia nhà ta... Công Giã Càn rụt tay về, cười nói: Không sao, tiểu tử này thiếu ăn đòn, bệnh tật gì bị ta đánh một trận là phục hồi lại ngay. Tẩu phu nhân cứ yên tâm, cứ giao lại cho ta. Công Giã Càn nhảy vọt đến thiên ngoại, cười nói: Thái Khứ, đi lên đánh một trận với ta, cho ta xem thành quả nhập mộng trong thời gian này của ngươi nào. Tiên ông, nếu ngươi chỉ dùng cảnh giới tu vi thiên quân thì tuyệt đối không đánh lại ta. Đánh bại ngươi, chắc chắn ta sẽ vượt qua cửa thứ năm. Giang Nam lắc người, bỗng chốc liền biến mất. Ngay sau đó, hắn đi đến thiên ngoại. Giang Nam búng tay, một luồng linh quang biến thành hình dạng nguyên trung bay ra. Giang Nam cười nói: Tiên ông, mặc kệ ngươi có phải là điện chủ đạo quân điện hay không, chỉ dựa vào cảnh giới thiên quân, tuyệt đối không đánh lại ta. Ồ, đây là thần thông người lĩnh ngộ trong lần nhập mộng này sao? Công Giã Càn giơ tay ấn nguyên trung, cái chuông rung phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Quần áo của Công Giã Càn bay phần phật, thế nhưng không bị thương chút nào. Giang Nam giật mình, cũng không thăm dò nữa. Giang Nam lao tới trước mặt Công Giã Càn, đẩy ra một ấn ngay ngực gã. Ầm 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 ầm. Hư không sau lưng Công Giã Càn nổ tung, gã bị đánh vào hư không, thân thể xuất hiện trong hư không cách mấy vạn dặm. Công Giã Càn nửa quỳ dưới đất, khóe môi tràn máu. Lòng Giang Nam rung động. Mạnh vậy sao? Giang Nam đánh ra một ấn, tuy không nặng tay giết người, thế nhưng trong thời đại tiên đạo, bất cứ thiên quân nào, dù là vô cực thiên tôn, cũng không dám nói đỡ một kích của hắn mà không bị thương nặng. Công Giã Càn chỉ khóe môi chảy máu, bị thương không nặng. Đối thủ đáng sợ đấy. Giang Nam nhanh chóng xác nhận thực lực của Công Giã Càn, khẳng định đây là tồn tại ngang hàng với mình. Thái Khứ, đây là lĩnh ngộ của ngươi trong lần nhập mộng này hay sao? Công Giã Càn đứng dậy, đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, như hai vầng mặt trời rực rỡ, mừng khi gặp địch thủ. Công Giã Càn như cơn gió lao tới, hắn cười to nói: Trong thời gian này, ngươi thâm ngộ ra tuyệt học kinh người, nhưng ta cũng không lạc hậu. Ta xuất hiện trong mộng của ngươi, nghĩa là ngươi tiềm thức xem ta là đối thủ mạnh nhất của ngươi, muốn đánh bại nhất của ngươi. Giang Thái Khứ, cho ngươi xem tuyệt học trong thời gian này của ta. Đỡ chiều Thái Sơ thiên ấn đấy. Từng đợt linh quang hiện ra trong tay của Công Giã Càn, hơi thở cổ xưa như vũ trụ chưa mở, đại đạo quay về bản chất, chứa năng lượng kinh người. Vẻ mặt của Giang Nam trầm trọng. Nguyên Thủy Đại La Thiên. Vô số linh quang biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên ấn nghênh đón. Thực lực của Công Giã Càn vượt qua Giang Nam dự đoán. Thái Sơ Thiên Ấn có hình dạng ban đầu của Tiên Thiên Chí Bảo, cực kỳ cường đại, mạnh không thua gì Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn của hắn. Giang Nam phải dốc hết sức ra mới đối kháng được. Hai loại thần thông đáng sợ nhất va chạm, sóng trùng kích vô hình
khuếch tán bốn phương tám hướng. Nơi làn sóng giật qua, các mặt trời tan biến, các ngôi sao thành từng lũ, khí hỗn độn, cảnh tượng khiến người sợ hãi. Hai người học máu đồng thanh kêu lên: "Tiếp nào!" Hai người lại va chạm. Giang Nam dốc hết sức ra, liên tục va chạm với Công Giá Càn, mãi mà không chiếm được ưu thế. Hai tuyệt đại thiên quân thủ đoạn chồng chất, liều mạng chiến đấu, tựa như kẻ thù không đội trời chung, như muốn giết đối thủ. Quỳnh Hoa phu nhân cùng đám thần nữ sợ hãi, mặt không còn chút máu. Giang Ái Quỳnh hơi lo lắng nói: "Mẫu thân, có khi nào phụ thân..." "Không." Quỳnh Hoa phu nhân dứt khoát nói: "Bọn họ đấu cả đời, thế nhưng không ai làm gì được ai cả. Dù có người thắng cũng sẽ không xuống tay giết người đâu, không vượt qua điểm giới hạn đâu." Giang Nam cùng Công Giác Càn đánh nhau mấy chục ngày, mình đầy vết thương. Mức độ chiến đấu chỉ có trận Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn là ngang ngửa. Đột nhiên hai người cùng dừng tay lại, thở hổn hển. Hai tay Công Giác Càn chống đầu gối: "Giang Thái Khư, không đánh nữa sao?" Công Giá Càn ngước lên cười nói: "Bây giờ ngươi đã nhớ ra ta không phải Nam Quách Thiên Ông trong giấc mơ của ngươi, có phải không? Sau khi nhập mộng, ngươi mơ thấy ta, xem ta là lão già, vì ngươi khâm phục sự anh minh thần võ của ta, biết ta là đối thủ số một của ngươi. Ta rất vui khi ngươi mơ thấy ta. À phải rồi, ta trong giấc mộng là cao nhân hay sao?" Giang Nam đứng thẳng, ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Cũng xem như là cao nhân. Ngươi thần bí khó lường, hơn nữa không có bảo bối không vào. Chỗ nào có bảo bối là có mặt của ngươi ngay." Công Giá Càn ngửa người nằm xuống, lười biếng duỗi thân thể. Công Giá Càn cười nói: "Hề, rất giống tính cách của ta. Tiểu tử, quả nhiên ngươi xem ta là đối thủ mạnh nhất của ngươi." Giang Nam nhìn Công Giá Càn chằm chằm như muốn xuyên thấu qua gã. Hắn cười nói: "Tiền ông, có phải đánh bại ngươi là ta sẽ vượt qua ải thứ năm này không? Lần này ta không thành công, thế nhưng có lẽ lần sau tiền ông sẽ không phải là đối thủ của ta đâu." Công Giá Càn ngồi dậy, tay viện trán, bất đắc dĩ nói: "Hề, ngươi vẫn chưa tỉnh táo sao? Nào 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 nào, để ta giúp ngươi thả lỏng đầu óc nào." Hai người lại lao vào nhau, đánh nhau túi bụi, mệt đến tay chân rã rời mới dừng tay, thở hồng hộc. Công Giá Càn nằm xuống, thật lâu sau mở miệng nói: "Sống trên đời có một đối thủ bằng hữu thân thiết như Giang Thái Khư là đã đủ rồi." "Thái Khư?" Công Giác Càn im lặng giây lát, đột nhiên cười nói: "Ngươi là bằng hữu chí cốt của ta." "Không, ngươi là giá." Giang Nam lên tiếng: "Chắc chắn là giá, là hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện, chế tạo ra không gian, tạo ra chỗ như vậy, tạo ra ngươi, tạo ra ký ức cho ta, chế tạo mọi thứ ở nơi đây." "Ngươi bị điên, thế nhưng ta không bị điên đâu. Rốt cuộc ta đã tìm ra được một điểm mạnh hơn ngươi rồi." Công Giá Càn ngồi dậy cười nói: "Giang Thái Khư, ngươi khiến ta hâm mộ ngươi nhất là ngươi phong lưu đa tình, lưu tình khắp nơi. Trong nhà có một vợ cả, còn có một đống vợ bé, tiểu thiếp, nhân mạch rộng, bằng hữu khắp thiên hạ. Loại người như ngươi tương lai sẽ trở thành đế, thống trị toàn vũ trụ. Còn ta thì đơn độc một mình, không chút vững bẩn, nên ta có nhiều thời gian tu luyện hơn, không để nhà ngươi bỏ xa ta được." Giang Nam chợt kinh ngạc hỏi: "Sao? Những người đó là vợ bé, là tiểu thiếp của ta sao?" Giang Nam bần thần nhìn các thần nữ trong Thái Khư Thiên, số lượng nhiều không đếm xuể. Giang Nam hết hồn, rồi chợt nhớ ra những thiếu nữ này đúng là hắn mang về nhà sau mấy lần phong hoa tuế nguyệt. Giang Nam không biết nên nói cái gì. Giang Nam giận dữ nói: "Trong hiện thực ta chỉ cưới một người, tại sao đến chỗ này lại có nhiều lão bà như vậy, không có lý nào." Công Giác Càn đứng dậy giãn gân, chỉ tay vào vũ trụ càn khôn mênh mông bao la, hào khí dâng trào. Công Giá Càn cười nói: "Giang Thái Khư, tương lai hai ta sẽ là chúa tể vũ trụ này, vượt qua đám lão quái vật đạo quân. Nếu ta không làm được một bước này thì ta không gọi thời đại này là thời đại thần đạo." Hai tay Công Giá Càn chống nạnh cười to nói: "Thần
chỉ là xưng hô phàm nhân thế tục gọi tồn tại như chúng ta. Đạo mới là truy cầu suốt đời kia. Chúng ta không phải thần mà là người cầu đạo, thẳng tiến tận cùng đại đạo. Vì vậy thời đại này gọi là... Công Giá Càn gãi đầu, không nghĩ ra được cái tên nào. Công Giá Càn nhìn Giang Nam cười nhăm nhở nói: Giang Thái Sư, đại đạo của ngươi tên là gì? Giang Nam thuận miệng đáp: Nguyên Thủy Đại Đạo. Ồ, đại đạo của ngươi gọi là Nguyên Thủy Đại Đạo. Đại đạo của ta tên là Đại Đạo Thái Sơ. Hay thời đại này gọi là thời đại Nguyên Thái đi. À không, nghe không hay. Còn thời đại Nguyên Sơ thì sao? Mà khoan khoan, tại sao đại đạo của ngươi xếp trên đại đạo Thái Sơ của ta như vậy? Vậy gọi là thời đại Nguyên Sơ đi. Hay thời đại Thái Thủy? Công Giá Càn rối rắm nửa ngày mãi không quyết định được. Quỳnh Hoa phu nhân đi tới gần cười nói: Lão gia nhập mộng, thời đại thứ nhất tên là thời đại Nguyên Đạo, hay gọi thời đại Nguyên Đạo đi. Ê, cũng được. Mặt mày Công Giá Càn hấn hở nói: Hắn là Nguyên, ta là Đạo, nói đến thì Đạo lớn hơn một chút ta. Hắn là người cầu Đạo, còn cần cầu ta. Quyết định gọi là thời đại Nguyên Đạo đi. Sao? Thời đại Nguyên Đạo sao? Tim Giang Nam đập nhanh. Là thời đại Nguyên Đạo. Nơi này là thời đại Nguyên Đạo sao? Thời đại thứ nhất từ xưa đến nay ư? Ta không ở trong không gian đặc biệt do hai vị điện chủ sơ đại khai sáng ra, mà trở về thời đại Nguyên Đạo cổ xưa nhất tiền sử sao? Công Giá Càn phủi mông đi xa nói: Tiền sử cái gì? Vũ trụ của chúng ta sinh ra từ vụ nổ lớn, làm gì có tiền sử? Giang Thái Khư, ngươi lại nổi điên nữa rồi. Công Giá Càn cười nói: Tẩu phu nhân, dừng bước lại đi, ta tìm lão già Thái La đạo quân một chút đã. Bọn họ đã chứng đạo quân, không chừng có thể chữa khỏi cái đầu của tên này. Quỳnh Hoa phu nhân buồn rầu nói: Vậy nhờ Công Giá sư huynh vậy. Giang Nam nhìn phương xa, từng đợt nguyên thủy chi khí dao động, mức độ dồi dào còn hơn thời đại tiên đạo. Thời đại Nguyên Đạo, ta bị đưa về thời đại Nguyên Đạo, sao có thể, sao có thể? Cường đại như đế và tôn cũng không thể thay đổi lịch sử đã xảy ra được. Không thể nào có tồn tại đưa ta về tiền sử được, còn là thời đại Nguyên Đạo cổ xưa nhất kia. Giang Nam đờ đẫn ngồi xuống, nhỏ giọng nói: Chẳng lẽ những gì ta trải qua trong thời đại tiên đạo chỉ là cơn mưa hay sao? Nơi này là chân thật, ta vốn là cường giả thời đại Nguyên Đạo. Tất cả những gì đã trải qua là trong mộng diễn biến ra thôi sao? Không, không phải cơn mơ, chuyện thật sự xảy ra. Thế tử, nhi nữ của ta còn đang chờ ta trở lại. Ta nhất định phải quay trở về.